Xin kính chào quý vị và các bạn, lại quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tăng Cảng. Và vẫn là số điện thoại tư vấn bán hàng quen thuộc nha các bạn, 0938 926 425. Mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn liên quan đến thủ tục mua bán xe qua sử dụng cũng về ngân hàng. Nếu như các bạn nào đang có ý định mua xe qua sử dụng mà góp ngân hàng nha. Thì quay trở lại với ngày hôm nay, mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe để chúng ta đi gia đình. Một chiếc xe rất là nhỏ gọn luôn, tiện lợi, đa chức năng, đó chính là Toyota Rush nha các bạn. Thì trước mặt các bạn đây 119. Xe này thì đặc biệt một cái mới đi được có 100 km thôi, mang biển số tỉnh Kiên Giang. Vừa được công ty mình thu về và đã hoàn tất cái quá trình kiểm tra chất lượng cũng như kiểm tra chất lượng 176 hạng mục. Đó. Hoàn tất tất cả mọi quá trình làm đẹp, kiểm tra chất lượng. Thì đang chính thức được chào bán. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cận cảnh cái xe để cho các bạn, là chúng ta đang ở xa không có nhiều thời gian để mà lên coi xe, thì thông qua clip này các bạn thấy cận cảnh luôn chiếc xe thực tế như vậy đó, và có thể đưa ra quyết định nhanh luôn nha các bạn để tránh mất cơ hội. Vâng, xin mời các bạn. Đây, chúng ta đi về cái đầu trước các bạn. Cái đèn này đèn zin nha các bạn, đã được chủ mua thêm một cái bộ ốp đèn đây màu rơm nè, này gấp thêm vô tạo điểm nhấn cho bộ đèn nha các bạn. Mặt ca lăng thì còn rất là mới luôn, 2019 đi được có 13.500 km. Nước sơn là nước sơn zin nha các bạn. Ở dưới đây thì có một số này nhỏ nè, bên công ty mình không có dọn lại những chỗ này, giữ nguyên luôn. Còn nước sơn này nước sơn zin chưa từng chạy nha các bạn, đèn zin hết luôn, ốp đèn thì mâm lớp các bạn. Chắc chắn là lớp zin theo xe rồi, mới chỉ đi được có 13.500 cây, không cần phải thay mâm này các bạn, chỉ bị bụi bặm thôi, không có trầy xước gì hết. Phía trước sử dụng phanh đẻ nha các bạn, này lớp rất là dày, gầm bệ cũng rất là mới này các bạn. Công nghệ động cơ sử dụng công nghệ dual VVTi, tiết kiệm nhiên liệu và cái động cơ mạnh mẽ nha các bạn. Rồi xong các bạn, cửa đâu là nước sơn zin nha các bạn. Có thể nói là chủ trước giữ cái xe này rất là kỹ luôn. Về phụ kiện bên ngoài xe thì đã có che mưa, chén cửa, ốp nắp xăng, rồi rất là nhiều phụ kiện luôn nha các bạn. Chắn phim này, che mưa, chắn cửa, những phụ kiện này là chủ trước lắp đó, bên công ty mình giữ nguyên. Chúng ta không thích đó, thì bên công ty mình tháo ra, còn nếu không thì sẽ để nguyên trên xe luôn. Phía sau nè các bạn, phía sau đèn nè, cũng là ốp đèn nè, đó. Rồi mâm lớp sau nè, không cần, không có gì để nói, rất là mới. Gầm bệ nè, gầm đã được chủ trước phủ gầm luôn nha các bạn, đó màu đen đó. Chung vì làm một chiếc xe thì xe gia đình các bạn, cho nên chủ trước người ta đã trang bị hầu như là đầy đủ rồi, không thiếu thứ gì trên xe hết. Bên ngoài nè các bạn, phía sau nè, cảm biến sau này có camera gear nè, thì chắc chắn đi bên trong mình nghĩ nó là một cái đầu Android. Rồi gầm bệ phía dưới nè các bạn, rất là mới luôn. Không có từng đâm đụng tai nạn, nước sơn zin, một số có chỗ trầy thôi nè, mình quay trần cảnh cho các bạn thấy luôn rồi. Đó trầy nè, trong xe cộ di chuyển thì chuyện trầy là bình thường nha các bạn, quan trọng là không đâm đụng tai nạn là được. Bên phía tài cũng vậy luôn, cửa nước sơn zin hết. Rồi nó vô trong quay cho các bạn thấy nha. Đây hoặc rất là nhiều phụ kiện luôn nha các bạn. Đây có thể thấy là chải sàn nè, chải tắp lô nè, bọc trần nè, những cái tựa đầu hàng ghế nè, đó rất đầy đủ nha các bạn. Mọi thứ rất là mới, y như xe mới vậy đó. Bên trong nó được đầu DVD nha các bạn, chưa có camera hành trình. Thì nếu như các bạn yêu thích thì mình có thể xin công ty hỗ trợ cho các bạn thêm một cái camera hành trình nữa cho đủ bộ luôn.
để các bạn mua cái xe này về á, chúng ta không có tốn chi phí để mà đi ra ngoài lắp thêm, mất thời gian rồi các bạn không biết, nhiều khi các bạn không rành á thì lắp phải những cái thiết bị mà không có phù hợp các bạn, thì sẽ gây hư hỏng, dễ hư hỏng mà ảnh hưởng đến các chi tiết khác trên xe. Đó, chạy sàn nè, ốp bảy bước chân nè, rút nè, inox nè, sàn 3D nha các bạn, dưới da nè, tới cái cần cái tay thắng các bạn, thắng tay nè, ốp luôn, cái tem chưa tháo ra luôn nha các bạn. Đó, con sạc nè, điều hòa tự động. Xe rất là mới. Rồi, nó qua phía sau, mình quay phía sau cho các bạn thấy nha. Đó, rất sang trọng, một xe đúng nghĩa gia đình. Thì nếu như các bạn là chúng ta gia đình mình 5 người á, thì chúng ta có thể sở hữu mẫu xe này. Thứ nhất số tự động nè, thứ hai 7 chỗ, đi nó nhỏ gọn các bạn, với một giá tiền nó cũng hợp lý, nó rẻ hơn rất là nhiều so với Innova, và kiểu dáng nó cũng đẹp hơn nữa. Một trần luôn nè, phía sau có cái dàn lạnh phía sau nè các bạn. Đây hàng ghế thứ ba nè các bạn, đã đang gặp lại nha. Thì nếu như các bạn ta có thể chở đồ hay gì đó, chúng ta có thể gặp lại để được cái cấp rộng hơn nha. Một chiếc xe nguyên bản nguyên zin, cửa nẻo rồi không có cắn đụng gì hết, chiếc xe zin nha các bạn. À, để cho các bạn xem cái động cơ nó mới nha. Đó. Hoàn toàn giống như một chiếc xe mới nha các bạn. Chưa từng tháo ra sửa chữa gì hết. Màu sơn còn nguyên luôn. Cabo zin nha các bạn. Sụn chỉ còn nguyên nè. Đó, một chiếc xe thì xe này dặn như giống như xe lướt rồi các bạn, nên không có quá nhiều điều để chiếc xe này. Đó, mình quay cận cảnh rồi đó, nước sơn, nước sơn zin. Chỉ có một số cái ốp nhựa các bạn, nó trầy xước thôi. Ngoài ra thì các vị trí cản đều là sơn zin hết. Đó, phụ kiện trên xe thì hầu như là quá đầy đủ luôn rồi. Chúng ta không có tốn thêm bất kỳ một cái chi phí nào để mua thêm phụ kiện cái xe này nữa. Còn mình xin điểm lại thông tin cái xe này một lần nữa nha các bạn. Đây là Toyota Rush số tự động đời 2019, xe đi được 13.500 km, mang biển số tỉnh Kiên Giang. Thì hiện tại thì công ty đang chào bán cái xe này với mức giá là 595 triệu nha các bạn. Chỉ 595 triệu thôi. Rẻ hơn rất là nhiều so với chúng ta mua xe mới luôn. Thì nếu như các bạn nào chúng ta đang quan tâm á, thì hãy gọi cho mình. Mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về cái chi phí lăn bánh cũng như trả góp ngân hàng nếu như các bạn muốn mua trả góp. Vâng, cũng xin cảm ơn các bạn đã xem clip review xe của mình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở những chiếc xe lần sau nha. Xin chào. Quý vị và các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông tin xe cũ về nhanh nhất. Và đặc biệt sẽ nhận được một phần quà trị giá 500.000 đồng khi liên hệ Văn Thắng để mua bán xe. Xin chân thành cảm ơn.